nhiều người nhớ Bác là một trong những giang hồ gọi là khét tiếng ở Việt Nam, nhưng mà tại Bác muốn kiểu rất là nhớ đến cái cương vị như thế nào? Mình muốn mọi người nhớ đến mình, tức là mọi người sẽ soi lại cái quá khứ trước của mình, mà sau mình nhìn cái hiện tại của mình. Cái quá khứ trước của mình thì có như thế nào thì báo chí đã đưa lên nhiều, còn rất muốn mọi người là nhìn cái quá khứ không tốt đẹp của mình và nhìn đến hiện tại đây của mình. Mình hiện tại là một người đang đi truyền lại cảm hứng cho các bạn trẻ sống tốt hơn cho xã hội, cho bản thân, và tức là hãy làm nhiều việc tốt cho xã hội. Mọi người sẽ nhớ đến mình ở một cái truyền cảm hứng như vậy. Và hiện tại nữa là giờ này mình đang xây dựng một kênh YouTube mà chuyên về Hà Nội, giới thiệu các cái nét của Hà Nội xưa. Thì mình muốn truyền tải cho mọi người đến để mọi người nhớ mình là ông Hải Bánh này, ông là người đang truyền tải cái hay cái đẹp cho Hà Nội, văn hóa bạn bè quốc tế.